đô à, đâu đâu có tới 20 đô đâu ta. Nè, của tôi vẫn để, nó vẫn để release day là to be announced 2021, mà hôm nay 2022 mẹ nó rồi. Tôi cũng nói Ủa nó có ghi coming soon nè, thấy không? Item not available. à đúng rồi, nó chỉ là demo thôi à, cái bản hôm bữa ông release là demo của thằng chồng mà, Ủa chứ chưa bản cái bản full hả? demo. Ừ chưa, bản bản Ủa demo cho nên là bà chơi tới cái hòm là nó hết rồi. gì tới đó thôi hả? Ừ à là bà chơi rồi. Ủa đâu Ủa mới chưa chứ. má. Ủa chưa mà đây 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 để vô cho bà coi. Ừ, Library. nó tới cái hòm mà. Ủa Cái Discord này có trên Mac không ta? có chứ, À có Mac luôn hả? có, tại vì trên Steam cũng nhiều game cho Mac mà. Tôi Đó đang đó coi trên. đó à, rồi hả? Ừ bà đào Discord của Mac đi cũng nhẹ đó, tôi không nào. Coi đi cho đỡ sợ. Ủa vô từ đầu hả ta? Tôi tưởng là vô là cái chỗ kia chứ. Bà có sell game không? Này đâu cho save đâu bà. À Tôi vậy chắc tưởng nó tự động save. vậy chắc vô là từ đầu. Ở đó đó sao mình lại ở ngoài này đó đó, tôi thui nè, thấy không? Để coi. Tức là vô đây là tôi sẽ nghe tiếng bà nói hả? Tôi nghe tiếng trong game không ta? Thế như chứ hả? Nghe chứ. Nghe không? Nghe. Đó, rồi ta lụm cái này. Nhưng mà đỡ sợ Đỡ sợ mà. À, phóng là gì? À, xoay thả xuống. Tôi nhớ là tôi phải lấy cái đèn này xong rồi. Hay là bà muốn tôi vừa nói chuyện với bà, tôi vừa để stream của ông Tuấn, ông Dũng không? Tôi mở stream qua À, coi. không sao đâu, bà nói tới khúc đó gần xong là tôi nghĩ chắc chắc là cũng chắc gần xong, nhưng mà tự nhiên tôi thấy cái khúc mà cái hòm đấy cái tôi kiểu như Sợ kiểu quá chút không nha, chơi nữa hả? không biết làm gì nữa, đi vòng 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 cái hòm không biết làm gì đó. Bà xuất hiện đó đó đó, cái nó giọng cửa mặt mình mở không được. Ủa sao nó tới hù vậy, trời nó khóc kìa. Ủa sao tôi không thấy gì hết. Baby don't Big cry. girl don't cái đèn có Ôi. ích dễ sợ. Kiểu tôi nghĩ là tôi mà chơi cái này tôi sẽ kiểu giờ nó ra đó, phải không? Gì vậy không? Đâu đâu có, bữa chưa chưa ra, khúc này chưa. Trời bà nói giờ nó ra cái tôi hết hồn luôn. Má. Ủa đúng Tôi mà ta. tưởng chơi đây phải, có bà phải xịn bớt sợ chứ, tự nhiên bà nói giờ nó ra cái tôi cũng sợ. Tại vì tôi nhớ là cái khúc mà vết máu vậy là thấy mà. Khoan 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 khoan. Trời nó tới thui vậy. Ta ta Ủa ta. bà quay ngược lại bà tìm nó chi Thì phải tìm nó mới xong cái demo chứ. vậy? Quá mệt mỏi. Đó đây nè 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 nè, học bài kìa, học bài kìa. Chưa học. Ủa chứ để đồ này làm gì mẹ. Mẹ để lọ cho nó ra nữa mới thiệt. Chứ sao, Không biết là bà sợ ma hay bà đi bắt ma nữa. nó không cho tôi vô. Vậy bà chưa có xong bên kia nó không cho Đâu, đi nè, nó đứng đây nè. bà Nè, nửa giọng cửa nè cho em chưa. Đó đó đuổi cửa. đó 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 Kiểu như là đi ngang thấy xong rồi nó không chạy ra nó hù, phải đi lại mở cửa ra để nó chạy vô nó hù hả? Ờ chắc vậy á. Đó 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 đó, nó mở cửa mời mình vô kìa. Thấy chưa, mới thấy học bài xong cái đứng đó xong cái giờ nằm trong đó rồi Bà tắt tiếng nè. vô bà đi. Vô tôi dặn nhỏ là rồi, mà tôi dặn nhỏ là tôi không nghe bạn nữa. Nha. À vậy là tới cái hòm này là bà sợ quá bà không vô vậy. Vô rồi đây nè, vô nè, đi đóng cửa mặt mình đó đi. Mẹ trời, tôi đã chơi một lần rồi mà Hay là bà đi tự vô, đóng cửa? tôi vẫn Hay là bị bà giật tự mình. đóng cửa vậy? No, nó tự đóng chứ tôi đâu có biết đóng cửa. Thấy không, thấy không, thấy chưa, Thấy ghê. Là nghe nói là phải cầu nguyện mà. còn nguyện sao ta. Đó tới Đúng. đây cái tôi đứng này luôn nè, cái tôi không có biết làm sao nữa, kiểu như đi vòng 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 vậy đó, cái không biết làm gì nữa. Bà click vô chưa? Cái gì ta, Ý là có chỗ nào để click vô được không? Tôi chỉ nhớ mãi mãi là tụi nó phải đi ra đây để tụi nó cầu nguyện.
cầu, cái xong rồi cái hình ở trên bàn thờ đó, nó rõ ra. À vậy hả? Ờ, tôi chỉ nhớ tôi đứng trong vòng cái hòm, xong cái tôi thấy cái hộp vuông vuông rồi tôi sợ. Tại vì tôi nghĩ là bà có nhang cho ta, hình như tụi nó phải đi kiếm nhang á hả? Bà có lộn game khác không vậy? Thôi tôi nghe nghe game kia. Bà click vô cái hình coi. Click vô hình hả má ơi. Trời, tôi gọi điện mặt nó nè. Con này tưởng cái gì đâu. Trời ơi, cái bát nhang ở đằng trước á, click vô nó thử coi. Click vô đó hả? Trời, lại còn thấy ghê quá bà. Nè, thấy gì đâu? Không, cái còn cái chậu nhang ở đằng trước cái hình thì sao? À này hả, thố nhang nè hả? Ừ, cái thố kế bên á. Nè, tôi không có vô giữa được, có gì không có đi ra trước được. Ừ, nó chỉ xíu xéo thôi à, nhưng mà đâu có gì cho tôi. Không có nhang nhí gì sợ cắm. Đây có vậy? Đây có cái radio cốc 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 chứ cũng chả có làm được. Không gì. cái tiếng đó nó sẽ thay đổi á. Hả? cái tiếng nó một hồi nếu mà làm đúng thì nó sẽ đổi cái tiếng ở trong cái radio đó, hình như cái tiếng cốc nó nhanh hơn hay sao á. Trời ơi, vậy nữa. Ôi mời. Ồ. Nè, đâu có lấy được gì đâu, đâu có lấy được trứng gà hay là hai cái cây này đâu. Không lấy rọi đèn vô đây. Má ơi, mà tôi đứng gần cái hòn tôi sợ quá. Kiểu như nó sợ nó nhảy ra đúng không? Nó nhảy ra. Mà cái này có jump scare không vậy? Cái đó nè. Hả? Nè, thấy không? Có thấy gì nữa đâu, ra ngoài cửa cũng không thấy gì hết. Giờ mở cửa ra cũng không được luôn. À, có cái bật lửa. Bật lửa đâu? Có cái bật lửa ở dưới chân cái hòm á. Ừ, bên trái hay bên phải? Bên kia. Ừ. Bật lửa hả? À. À, thấy rồi. Rồi, xong lại nhặt được bật lửa thắp hương được rồi. Trời lại ờ. Sao thắp? Ủa, nhặt được rồi thì làm ở đây hả? Không, chắc khoan. Kéo cái bàn ra. Bàn gì? Bàn nào? Kéo cái bàn dưới ra. Không, cái bàn ở ngay cái bàn thờ á. Ở dưới bàn thờ có cái bàn á. Ừ, kéo cái đó ra có chữ E. Đó. Ý da, thật là đáng sợ. lấy nhang đi. Đó. Nhặt được thẻ hương, cần tìm bật lửa. Ủa, bật lửa có mà. Rồi sao nữa? Chăm. Má ơi. Ra sau quan tài thành tâm khấn nguyện. Nam mô Di Đà. Má, cái gì vậy? Má, cái tài thật là gì vậy đâu? Thật là real quá đi. Ôi, đưa đi, đưa đi. Ờ, nó hiện được cái mặt thôi. Rồi sao nữa, nó có bay ra khỏi bàn tài không vậy? Má. Rồi nó mở cửa thôi. Ơi, cửa mở thiệt nè. Sao mở cửa? Tại lúc nó đang bận phấn. Bye bye. Gặp hả? Không, nó đóng cửa mặt tôi. À. Trời, nó đóng cửa còn tối thui rồi. Đúng rồi, nó đóng sập một cái. Ủa này bàn gì kìa? Ủa gì vậy, tên ai vậy? Tên nào Nguyễn má? Nguyễn. Ông đúng rồi, sao gì mới bể kìa. À vậy đúng rồi đó. Cái gì đúng? Vậy là đúng rồi đó. Lấy cái gì đúng mới được. Không nhớ nhưng mà nghe thiên bể là đúng. bên kia bên phải của cái cuốn sổ ngay góc á, bà phải lia cái camera qua bên đó, phải thấy không? Đó chìa khóa đó. Ủa đâu mà bà đứng là... ngồi phải chân ke nha bà, cái khúc này nè thấy ghê lắm má, bà là thấy sợ này. Bên phải cái chỗ máy tính á, ngay cái góc á, bà lia cái camera qua. Đó, thấy không? Phải zoom vô. Zoom vô hả? Đâu có zoom được, bác.
À đây 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 đây. Bà lấy rồi, bà chuẩn bị nha. Ghê quá. Trời ơi, còn sống kìa. Ai cứu bé đi. Đang. Không được đâu, trong game mà chết rồi, sụi lơ thấy không? Mẹ. Thôi bà nói tôi trước chứ không là cũng tại vì tôi tua đi đúng cái chỗ mẹ đang đứng dậy luôn. Má cái chìa khóa. Cái chìa khóa đó làm tôi hết hồn. Nè, lấy hả e. Nhặt được chìa khóa cầu thang. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ủa? Gì lấy chìa khóa ra mà còn không được hả ta? Sống, đúng không? Sấm chớp, sấm chớp, sấm chớp. Cái vỡ hồi nãy là nó vỡ rồi. Giờ đi được chưa? Ê, có tờ báo hay gì nè? Có, đó, tờ báo. Bí ẩn cả gia đình qua đời trong đêm. Hình như hết luôn rồi đó. Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Không rồi. Cái gì vậy? Khúc cuối của con nhớ. Đó. Mẹ. Mãi. Đó, ở đó, ở bây giờ mới là hết demo nè. Má ơi, trời ơi, tôi chảy mồ hôi lum lum á, sợ quá. Trời, tính ra mà kẹt ngay khúc cái hòm đó là hả, kẹt kiểu giữa game luôn. Thì đó, mà cứ đi vòng vòng không thấy được cái gì hết. Thì ra phải tìm cái hộp quẹt rồi còn phải lấy cái bàn ra, lấy cây nhang nữa. Add to wish list đi. Nhưng mà tôi nghĩ nó nên có mấy cái kiểu giống như là thinking của nhân vật á, thì mình mới biết được là mình phải làm cái gì, đúng không? Chứ còn còn không phải có lời thoại hay gì đó là học quẹt đâu rồi ta, hay là cái gì, hay là cái gì đó. Hoặc là kiểu như á, hả, là I wonder, là kiểu tao đang suy nghĩ á, là tại sao hết nhang ở trên bát cắm rồi, thì lúc đó mình mới biết là mình đi tìm, phải đi tìm nhang chứ mình tìm hột quẹt chứ trời. Chứ vô đó rồi cái để đi vòng vòng cái họ không biết làm gì luôn mà nó tại nó tới thui à. Rồi đó. Ok, đã xong demo. Nhưng mà cái này nó sợ một cái á, là tại vì ổng làm giống Việt Nam á. Cho nên đúng rồi, cho nên sợ cái kiểu nhà sàn gạch rồi này nọ đó.